không ạ? Rồi, rất nhiều rồi, ok, đúng rồi, chính xác, kể lại cho em 38k và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Áp dụng chia sẻ các chị nhá. Áp dụng chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? À, chị Trang Hoang Mang ơi, chị lấy đi để lại cho em 38k kèm số điện thoại của mình nhá. Chị Linh Linh rồi lấy hai màu luôn, chia sẻ gấp đôi số lần cho em nhá. Rồi ok chưa? 38k một chiếc váy hoa này thôi. Giá bán bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân và 5 lần chương hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S luôn. Và hiện tại thì em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và em mặc chiếc váy này là mặc size S chị nhá. Còn các chị to và cao hơn em, các chị có thể mặc size tăng size lên cho em đúng không ạ? Ok chị Thanh Kim. Và các chị ơi, chị nào mà mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là cùng tương tác với em chia sẻ để mình không bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán là 38k nhanh chóng đúng không ạ? Chị bé nhỏ ơi, bây giờ thấy comment của chị nhá. Rồi, chị Quỳnh Lật muốn mua thì để lại cho em 38k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Đằng sau chiếc váy của bên em sẽ là một cái chiếc khóa nhá. Đây sẽ là một cái khóa đúng không ạ? Và ở eo của váy thì là ở cái sườn váy thì eo váy thì là đính các cái hạt ngọc trai rất là sang luôn. Và cái dây quay áo cũng thế luôn các chị nhá. Dây quay áo bên em thiết kế ra này, thiết kế là không phải là dây áo bình thường mà là dây áo này là thiết kế đính những cái hạt ngọc trai rất là sang luôn các chị nhá. Và chất liệu của chiếc váy này bên em là chất liệu van vô cùng mát và vô cùng thoáng mát đúng không ạ? Rồi, nên các chị nào mà muốn mua chiếc váy này của bên em với giá bán là 38k một chiếc thì hãy để lại cho em comment này 38k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? 38k kèm số điện thoại. Đằng sau của nó thì vô cùng kín và không hề bị hở luôn. Từ 40 cân tới 47kg các chị mặc size S cho em nhá. Em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S đúng không ạ? Váy này bên em thiết kế của nó thì nó tuy đơn giản thôi nhưng mà thực sự mặc lên người rất là sang luôn đúng không ạ? Váy này của bên em là chân váy kiểu xếp tầng, xếp 3 tầng nhá. Chất liệu van và vô cùng thoáng mát luôn, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị nào muốn mua chiếc váy này của em thì để lại cho em comment 38k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhé. Và em xin nhắc lại là với giá bán 38k của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần 3 lần trang cá nhân thôi ạ và 5 lần trong hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? 40kg chị Nguyễn Thị Tư mặc size S cho em cho xinh đúng không ạ? Em xin nhắc lại size váy của bên em nhé, từ 40 cân tới 75kg là bên em có đủ size của chiếc này, từ 40 tới 75kg bên em có đủ size được chưa ạ? Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em này 38k kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình với giá bán 38k chỉ áp dụng những chị nào mà chia sẻ thôi đúng không ạ? Rồi ok, chị Đinh Hiền thấy comment của mình rồi nhá. Các chị muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em nhá. Vì trong một cái live stream rất là nhiều người xem cho nên là nó sẽ ẩn comment và em sẽ không thể đọc được comment của các chị đúng không ạ? Nhiều chị có hỏi em là em chị em ơi sao không trả lời chị? Em ơi tại sao chị hỏi nhiều thế mà không trả lời chị? Là do ẩn comment và em không nhìn thấy các chị comment các chị đúng không ạ? Chị Hoa Hồng Gai 40kg mặc size S cho em nhá, 38k một chiếc màu vàng đúng không ạ? 38k một chiếc màu vàng này, đính ngọc trai ở quai áo luôn này, đính ngọc trai ở quai áo luôn và đính ngọc trai ở sườn áo, sườn eo luôn đúng không ạ? Sườn eo váy nhá. Với giá bán 38k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trong hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Em đang mặc trên người em là một chiếc váy màu hồng nút nhá, màu hồng nút rất là sang luôn và em đang cầm trên tay em là một chiếc váy hoa rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Lucy Trần đây một chút nhá. Chị Nhật Quang cảm ơn chị rồi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Ni Sinh 38k màu hồng màu vàng rồi, nhớ chia sẻ cho em 3 lần đúng không ạ? Nhớ chia sẻ cho em 3 lần nhá. Ok, chị Thu Huyền ơi, váy này bên em có giá bán là 38k cho một chiếc váy này thôi đúng không ạ? Chị muốn mua màu nào chị để lại cho em 38k kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Lan Phạm 38k màu vàng cho em xin số điện thoại nhá. Chị Trần Loan rồi, cảm ơn chị Oanh Oanh rồi, để lại cho em 38k kèm số điện thoại của mình. Với giá bán 38k của bên em chỉ áp dụng chị nào chia sẻ thôi đúng không ạ? Chị Hoa mùa đào rồi, chia sẻ rồi, cảm ơn chị rồi. Còn chị nào muốn mua không thì để lại cho em nhá, 38k và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Ok, màu vàng. Chị 50kg mặc size M cho em cho xinh nhá chị nhá, 50kg mặc size M cho em. Chị Trang Trang rồi, 38k áp dụng chia sẻ đúng không ạ? Chị nào muốn được chốt hàng 38k nhanh chóng thì nhớ là chia sẻ cho em để cùng tương tác với em là mình không bị ẩn comment đúng không ạ? Và các chị muốn không bị ẩn comment và để chắc chắn không bị ẩn comment nữa thì các chị hãy ấn theo dõi giúp em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Rất là đẹp và rất là xinh luôn. Váy bên em thì chất liệu của nó chất liệu van rất là mát luôn. Và đằng sau váy của nó thì nó có một cái khóa rất là sang luôn đúng không ạ? Cái lắp bên trong của nó sẽ như thế này đấy ạ. Lắp bên trong của chiếc váy này nó sẽ như thế này các chị nhá. Nó thiết kế rất là sang luôn. Chất liệu của nó bên trong là chất liệu lụa và mặc lên thì vô cùng sang các chị ạ, thực sự là vô cùng sang. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi ạ.
mùa hè tới rồi, thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc váy nhen hoặc trên người đi ạ. Em thấy nó thực sự rất là cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Đi chơi cuối tuần với chồng này, với người yêu, với bạn bè đúng không ạ? Đi chơi rất nhiều nơi với chồng, với người yêu, với bạn bè đúng không ạ? Rất cần thiết trong cái mùa hè này luôn. Và các chị mặc váy này thì các chị có thể kết hợp với một đôi dép chờ leo nhá. Một đôi dép chờ leo hoặc kết hợp với một cái đôi tông mặc đi rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Yến 53kg mặc size M cho em chị nhá. Ok chị Như Thanh ơi, bây giờ thấy comment của chị nhá. Chị Trần Thị Tâm 59kg mặc size L cho em đúng không ạ? Chị Mỹ Loan này thấy comment của chị rồi nhá. Chị Ngân Nguyễn rồi, còn chị nào muốn mua không thì nhanh chóng để lại cho em comment 38k kèm số điện thoại của mình. Nhớ là phải quay ra chia sẻ cho em để mình không còn comment. Và được chốt đặt hàng 38k nhanh chóng đúng không ạ? Váy bên em là chất liệu voan rất là mát luôn, thiết kế thì vô cùng sang trọng luôn đúng không ạ? Thiết kế thì vô cùng sang trọng. Và chiếc váy này thì em có đủ size từ 40 cân cho tới 75kg, 40 tới 75kg đúng không ạ? Từ 40 tới 75kg là em có đủ size của chiếc váy này nhá. Rồi chị Hoài Thương muốn lấy váy này thì để lại cho em comment nhá, 38k và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Chị Ngọc Hân 60kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Đặng Thúy An này, chị Đặng Ngọc Huyền thấy comment của mình rồi á. Em xin nhắc lại là váy này bên em là 38k một chiếc váy màu hồng nút, 38k một chiếc váy màu vàng đúng không ạ? Có rất là nhiều size, từ 40 cân tới 75kg em có đủ size của chiếc váy này nhá. Nên chị nào mình muốn không bị ẩn comment thì các chị là nhớ quay ra chia sẻ để mình được chốt hàng nhanh chóng. Với giá bán bên em là 38k một chiếc váy hoa rất là sang luôn đúng không ạ? 38k một chiếc váy hoa luôn. Em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S luôn các chị ạ, một chiếc váy size S. Rồi 38k một chiếc thôi, để lại cho em comment nhé, 38k kèm số điện thoại của mình nhé. Chị Mai Ngọc rồi, em bây giờ thấy comment của chị nhé. Chị Ngọc Ngân ơi, lấy em một cái đi cho em, để lại cho em 38k kèm số điện thoại của mình nhé. Nhớ là phải quay ra chia sẻ cho em 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Ok, lấy hai cái chia sẻ gấp đôi số lần cho em. Tại vì bên em đã xả chiếc váy này bên em với giá bán 38k rất là rẻ rồi. Xả toàn bộ váy này bên em với giá bán 38k một chiếc thôi. Rất là rẻ, rất là sang luôn các chị nhá. Và mùa hè tới rồi, các chị lên sóng cho mình một cái chiếc váy như em mặc trên người đi. Em thấy thực sự nó rất là cần thiết trong cái mùa hè này nhá. Thời tiết rất là nóng luôn, rất nóng bức và rất là nóng đúng không ạ? Giá bên em là 38k, chị em anh nhé, để lại cho em 38k kèm số điện thoại của mình đúng không ạ? Hai màu hồng nút và màu vàng rất là sang luôn các chị nhá. Hồng nút màu vàng rất là sang luôn. Chị 67kg mặc size 57kg mặc size L cho em chị nhá, 57kg mặc size L. Chị Mầm Lon Nhật Minh ơi, giờ mình thấy comment của chị nhá, giờ mình thấy comment của chị đấy ạ. Bên em có hai màu, màu vàng và màu hồng nút rất là sang luôn. Váy xếp tầng mùa hè tới rồi thì không thể thiếu những cái chiếc váy đang mặc trên người đấy ạ. Thì chất liệu của nó chất liệu van mùa hè rất là mát luôn. Chị nào mà muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em để mình không bị ẩn comment và được chốt hàng với giá bán là 38k nhanh chóng đúng không ạ? Rồi chị Ti Linh Nguyễn thấy comment của chị rồi đấy ạ. 62kg mặc size XL cho em nhá, 62kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị Trần Phạm Thinh Nhung thấy comment của mình rồi ạ. Rồi còn chị nào muốn sở hữu chiếc váy này của bên em với giá bán là 38k một chiếc không ạ? Thì nhanh chóng để lại cho em comment 38k kèm màu kèm số điện thoại. Sau đó mình nhớ quay ra chia sẻ cho em nó để mình không ẩn comment đúng không ạ? Và em xin nhắc lại là với giá bán 38k của bên em là chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần, 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Một chiếc váy rất là xinh luôn, thiết kế vô cùng đẹp luôn. Đằng sau của chiếc váy này của bên em sẽ là một cái chiếc khóa nhá. Một cái chiếc khóa đúng không ạ? Đây là khóa của nó, khóa váy của nó đấy ạ. Và bên lớp bên trong của chiếc váy sẽ như thế này đúng không ạ? Lớp bên trong sẽ như thế này nhá. Rồi 38k kèm số điện thoại, 38k kèm số điện thoại, nhớ quay ra chia sẻ luôn cho bên em nhá. Bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Bán giá 38k chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ số lần 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm nhá. Ok. Rồi, 42kg mặc size S cho em cho xinh nhá. Chị Nguyễn Nga thấy comment của mình rồi đấy ạ. Chị Nguyễn Huệ ơi, xây ở ngoài Hà Nội nhá. Chị mét 53, chị lọc 56kg mặc size M cho em cho xinh đúng không ạ? Mặc size M cho xinh. Em thì đang em cao mét 6 và em lọc 47kg và hiện tại em đang mặc trên người em là cả một set size, cả một chiếc váy size S đúng không ạ? Bên em
có hai màu, màu hồng nút và màu vàng rất là sang luôn. Màu hồng nút, màu vàng rất là sang luôn. Chị nào mà mình muốn không bị ẩn comment thì các chị hãy nhớ là quay ra chia sẻ cho em, để mình không bị ẩn comment và được chốt hàng với giá bán 38k nhanh chóng được không ạ? Chị Mơ Trần thấy comment của mình rồi nhá. Chị Minh Tâm em thấy comment của chị rồi đấy ạ. Ok, chị Hoa Hồng Xanh ơi, em bây giờ mình thấy comment của chị được không ạ? Chị 60kg mặc size XL cho em nhé. Chị Nga Trúc rồi ạ, chị Hoa Hồng Hớt thấy comment của mình rồi nhá. 38k chị Hằng Đỗ nhá, chị muốn lấy váy này thì để lại cho em 38k và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Rồi chị Khương Bella thấy comment của chị rồi nhá, chị Kiều Phạm thấy comment rồi ạ. Rồi ok chị Thanh Hiểu. Chị Thanh Hiểu ơi dòm thấy comment của mình luôn. Các chị ơi, nhiều chị em không thể đọc được comment thì các chị hãy nhớ là comment lại để em trả lời câu hỏi của mình nhá. Em trả lời câu hỏi của mình đúng không ạ? Với giá bán 38k một chiếc váy của bên em như thế này đây, 38k một chiếc váy màu vàng và 38k một chiếc màu hồng, rất là đẹp và rất là sang luôn, chất liệu voan vô cùng mát và vô cùng đẹp luôn đúng không ạ? Đây các chị nhìn thấy xinh không ạ? 38k một chiếc thôi. Rồi ok này, comment rồi, ẩn comment chính xác luôn, tại vì cái không tương tác với em thì nó sẽ ẩn comment thôi được không ạ? Chị Ngọc Mai thấy comment của chị rồi nhá, chị Nguyễn Liên rồi, cảm ơn chị. Chị em là Thúc cảm ơn chị nhá, chị Du Danh một chiếc 38k rồi ok chị. Chị Thùy Dương Phong em thấy comment của chị rồi đấy ạ, chị Đào Cốt Phượng cũng thấy comment của chị luôn. Các chị ơi, nhanh chóng comment 38k kèm màu kèm số điện thoại cho em và mình nhớ quay ra chia sẻ để mua váy bên em với giá bán 38k một chiếc váy được không ạ? Huỳnh Hiếu thấy comment của chị rồi nhá. Rồi các chị ơi, còn chị nào mà chưa chia sẻ để mua váy bên em với giá bán 38k thì nhanh chóng comment và chia sẻ cho em nhá, để mình có thể mua váy bên em với giá bán là 38k một chiếc váy rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Cầm Lê để em một chút nhá, chị Huyền Trang này rồi. Các chị ơi, em sẽ chốt cái giá bán 18k trong khoảng 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k rồi. Nên còn chị nào mình chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình có thể mua váy bên em với giá bán bên em là 38k trong chiếc váy hoa rất là đẹp luôn đúng không ạ? Váy bên em thì có hai màu nhá, có hai màu vàng và hồng nút rất là sang luôn đúng không ạ? Hồng nút màu vàng rất là sang luôn. Chị Kim Xoan em thấy comment của chị rồi nhá, chị nhá, thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Cẩm Lan, chị 43kg, chị mặc size S cho em cho xinh nhá. Rồi nhanh chóng lại cho em comment 38k kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá, với giá bán 38k áp dụng chia sẻ cho em đúng không ạ? Rồi em sẽ chốt cái giá bán 18k trong khoảng 30 giây thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán 18k. Nên còn chị nào muốn mua chiếc váy này bên em với giá bán 38k thì nhanh chóng để lại cho em comment đúng không ạ? Rồi em xin đọc tên những chị mà mua được váy bên em với giá bán 38k một chiếc đúng không ạ? Chị nào mà muốn chưa, các chị ơi, chị nào mà chưa chia sẻ mình quay ra chia sẻ luôn cho em để mình mua váy bên em với giá bán 38k một chiếc váy đúng không ạ? Chị nào mà chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn để các chị có thể mua hàng bên em với bán 38k nhá. Chị người lạ 38k màu hồng rồi, ok chị Hồng Nhung nhá, cảm ơn chị. Rồi chị Hiếu Mê Nhon rồi. Chị cầm lên để em một chút được không ạ? Chị Phạm Ma Lê dầm thấy comment của chị nhá. Chị nào mà muốn mua váy này của bên em với giá bán 38k một chiếc thì nhanh chóng để lại cho em comment 38k kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Em sẽ chốt cái giá bán này nhanh chóng trong khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán này rồi. Nên chị nào muốn không bị ẩn comment và được chốt đơn hàng với giá bán 38k một chiếc thì các chị hãy nhanh chóng comment 38k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình, và nhớ quay ra chia sẻ cho em vì cái giá bán 38k của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội trợ nhóm cho em đúng không ạ? Và để chắc chắn hơn nhá, để chắc chắn hơn không nhận comment thì các chị hãy nhớ là kết bạn theo dõi phần sau em để mình chắc chắn là không bao giờ nhận comment và được chốt hàng bên em với giá bán 38k một chiếc váy nhanh chóng được không ạ? Lấy màu vàng nhé, chị Mỹ Lệ cho em xin 38k kèm màu kèm số điện thoại cho em chị Mỹ Lệ nhá. Nhớ quay ra chia sẻ cho em để mình mua váy bên em với giá bán 38k một chiếc váy rất là xinh luôn. Vào mùa hè tới rồi, các chị lên sắm đi một chiếc váy rất là đẹp luôn ạ. Sợi thêm FaceTime thì đây này. Rồi chị Ngọc Thắm rồi ạ,
chị Tù dòng sông rồi, em thấy comment của chị tiệm tóc Nguyễn Hẹn rồi. Các chị muốn không ẩn comment, các chị anh nhớ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không ẩn comment đúng không ạ? Sao lại đang gọi đến máy này, chuyển máy này đây? Ôi dồi ôi, tắt 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 đi em. Chị Mai Anh có chiếc màu vàng này. Ok chị Thanh Hiếu rồi, ok chị. Còn chị nào muốn mua nữa không thì nhanh chóng để lại cho em comment 38k kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Với giá bán 38k của bên em chỉ áp dụng cho những chị nào mà chia sẻ đủ 3 lần trang cá nhân và 5 lần trên hội chợ nhóm cho em đúng không ạ? Váy rất là đẹp và rất là sang luôn nhá. Ok chị Trúc Ly rồi ạ, chị Ngọc Thắm ạ, 38k chính xác luôn, 38k một chiếc. 38k một chiếc thôi các chị nhá, nhanh chóng để lại cho em 38k kèm màu kèm số điện thoại. Sao ai cứ gọi máy này nhỉ? Tắt cái máy đi không? Chị Nguyệt Văn thấy comment của chị rồi nhá. Tắt cái chế độ đi. Ok chị Liên Hoàng rồi ạ. Rồi bây giờ em đọc tên nhá, đọc tên những chị mua được váy bên em với giá bán 38k đúng không ạ? Rồi, nên chị nào muốn không nhận comment thì các chị hãy nhớ là chia sẻ để mình không còn comment và em luôn luôn nhìn thấy comment của tất cả mọi người đúng không ạ? Rồi, em xin được đọc chị đầu tiên mua váy bên em với giá bán 38k là chị đầu tiên này, ghi hộ chị này. Rồi, chị đầu tiên nhá, chị đầu tiên, chị đầu chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em. Chị đã chia sẻ rồi thì comment lên đây cho em biết là các chị đã chia sẻ và chia sẻ bao nhiêu lần để em chốt đơn hàng 38k cho tất cả các chị đúng không ạ? Rồi, em xin đọc chị đầu tiên này. Như cái máy này mày gọi không được. Rồi em chị đầu tiên này. Hả? Chào chị đầu tiên nào, chào chị đầu tiên đi. Chị Đông Thủy đợi em một chút nhá. Rồi chị đầu tiên này. Rồi kiểm tra luôn là chị đó chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em nhá. Bên em có hệ thống check chia sẻ, bên em có phần mềm check chia sẻ. Nên chị nó chia sẻ bao lần, số lượng bao lần, bên em toàn check ra hết đúng không ạ? Toàn check ra hết luôn nhá chị nhá. Chị Đặng Yên chia sẻ rồi, không trả lời. Bây giờ em thấy comment của chị, tại vì chị không tương tác với em thì em sao em trả lời câu hỏi của chị được đúng không ạ? Không tương tác làm sao mà ẩn comment mà hiện comment được, tại vì ở đây số lượng người xem rất là đông thì em không thể nhìn thấy comment đúng rồi ạ. Rồi cho chị đầu tiên đi. Rồi em xin chúc mừng chị đầu tiên mua được váy bên em với giá bán là 38k một chiếc này. Em xin chúc mừng chị đầu tiên này là chị Duyên Dương nhá. Chị là chị Duyên Dương có số điện thoại này đây một chút này. Chị Duyên Dương này. 01634998234. Ok, chị đầu tiên mua váy bên em với giá bán 38k là chị Duyên Dương đúng không ạ? Rồi, em xin chúc mừng chị tiếp theo mua được váy bên em với giá bán 38k. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không cần comment đúng không ạ? Rồi, em xin chúc mừng chị tiếp theo mua được váy bên em với giá bán 38k là chị Vivi này. Số điện thoại 0963971799. Rồi, chị tiếp theo mua váy bên em với giá bán 38k này. Chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ luôn cho em để mình không cần comment đúng không ạ? Rồi, chị tiếp theo mua váy bên em với giá bán 38k là chị Bánh Bèo đúng không ạ? Chị Bánh Bèo 01664 464571. Rồi xin chúc mừng chị là người tiếp theo đã mua được váy bên em với giá bán là 38k một chiếc nhá. Rồi em sẽ chin top chốt tiếp cho các chị những chị sau này. Rồi chị tiếp theo mua váy bên em với giá bán 38k là chị Trần Thu Hằng này, 38k 0903 này 261720. Xin chúc mừng chị là người tiếp theo may mắn mua được váy này của bên em với giá bán 38k chiếc váy đúng không ạ? Một chị tiếp theo là chị Đinh Trần này. Chị Đinh Trần có số điện thoại cho mình màu hồng 38k. Chốt đơn hàng cho chị Đinh Trần 0988 0988 bao nhiêu đấy ạ? 0988 515102. Em nhìn thấy comment của chị nào là em sẽ đọc, còn không nhìn thấy comment là em sẽ không đọc, bởi vì là ẩn comment sẽ không đọc được comment của các chị đúng không ạ? Ok chưa ạ? Rồi một chị tiếp theo mua váy bên em với giá bán 38k, chị nào muốn không ẩn comment thì các chị hãy nhớ nhanh chóng là comment và chia sẻ để mình không ẩn comment và cùng tương tác với bên em đúng không ạ? Cùng tương tác với bên em để mình sẽ không bao giờ bị ẩn comment và em sẽ chốt hàng 38k nhanh chóng nhá. Ok này, rồi nhanh chóng nào. Rồi chị tiếp theo mua váy bên em với giá 38k là chị Trần Thị Luận đúng không ạ? Chị Trần Thị Luận comment sai cú pháp sẽ không được chốt đơn nhá. Chị Ni Sinh 0962190059. Em xin chúc mừng chị là người tiếp theo đã may mắn mua được váy này của bên em với giá bán là 38k một chiếc váy đúng không ạ? Rồi các chị ơi, tụt lượt view rồi đấy ạ, tụt lượt view rồi. Các chị chia sẻ cho em lên mốc tăng lượt view lên một chút đúng không ạ? Chị nào mà comment sai cú pháp sẽ không được chốt đơn các chị nhá. Chị nào comment sai cú pháp sẽ không được chốt đơn hàng này đúng không ạ? Chị Quỳnh Như ơi, dòm thấy comment của mình chị nhá. Bật cái nhạc.
Rồi, các chị ơi kéo lượt view cho em, mốc 500 người xem. Tiếp theo sẽ bắt đầu chốt với giá bán 38k đúng không ạ? Sao các chị để tụt lượt view thế này ạ? 38k kèm màu kèm số điện thoại. Rồi lên cho em mốc 500 người xem. Tiếp theo sẽ chốt đơn hàng 18k đúng không ạ? 38k đúng không ạ? Rồi bắt các chị ơi đẩy lượt view cho em mốc 500 người xem đúng không ạ? Đẩy lượt view cho em mốc 500 người xem, chốt tiếp 28k đúng không ạ? Chị Hoa Hồng Xanh ơi, giờ mình thấy comment của mình nhé chị nhá. Bây giờ mình thấy comment của chị đấy chị ạ. Những chị mà em đọc chốt 38k thì các chị hãy nhanh chóng bổ sung cho em số điện thoại và địa chỉ để bên em sẽ chốt đơn hàng với các chị với giá bán 38k của bên em đúng không ạ? Còn bây giờ thì lượt view đã bị giảm xuống rồi, các chị chia sẻ và cùng tương tác với giúp em kéo lượt view cho em lên mốc 500 người xem. Em sẽ tiếp tục bán cái giá áo váy này bên em với giá bán là 38k một chiếc đúng không ạ? Còn bây giờ hiện tại thì mốc người xem đang rất là thấp đúng không ạ? Chỉ có gần 400 người xem thôi. Tương tác và cùng kéo lượt view cho em lên mốc 500 người xem. Tiếp theo em sẽ xả tiếp với giá bán 38k đúng không ạ? Tại vì bây giờ là cái lượt view đang rất là thấp và đang bị tụt xuống đúng không ạ? Trong khi mà chờ đợi cái mốc người xem lên 500 người xem, em sẽ xin phép quay ra bán hàng luôn. Và em xin phép các chị bán hàng khoảng 20 phút là em sẽ quay ra bán hàng, em sẽ chốt tiếp 38k đúng không ạ? Rồi, váy này của bên em có mã là V28 nhá. V28 bên em với giá bán rất là rẻ luôn. Hiện tại thì trên cửa hàng Sốc Giáng My bên em bán chiếc váy này của bên em với giá bán là 350.000. Nhưng trong cái livestream này em giảm từ 350.000 xuống còn 270.000 một váy V28 đúng không ạ? Nên chị nào mà yêu thích chiếc váy V28 của bên em với giá bán 270.000 thì để lại cho em comment V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Kiều Phạm ơi, đúng rồi, ok chị rồi, không sao nhá, em sẽ rút kinh nghiệm đúng không ạ? À, chị Hằng Lê rồi, chị Linh Nhi rồi. Bây giờ các chị vui lòng là không comment 38k nữa. Em sẽ xin phép quay về trở về với cái giá gốc của chiếc váy này đúng không ạ? V28 bên em có giá bán là 270.000 một váy các chị nhá. V28 bên em đúng không ạ? À, chị Thu Nguyên bây giờ thấy comment của mình chị nhá. Bây giờ thấy comment của chị đấy ạ. À, chị Thảo My ơi, váy bên em V28 và giá bán bên em là 270.000 một chiếc váy này đúng không ạ? Chị nào mà yêu thích chiếc váy này của bên em, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình nhá. V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Lên cho em mốc 500 người xem em sẽ chốt tiếp với giá bán là 38k một chiếc đúng không ạ? Lên mốc 500 người xem đầu tiên em sẽ chốt giá bán 38k các chị nhá. Tại vì là chưa đạt mốc 300 người xem thì em sẽ chưa được chốt tiếp đúng không ạ? Em xin nhắc lại là váy này bên em có mã V28 với giá bán của bên em quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này nhá, là 270.000 một váy đúng không ạ? 270.000 một váy, lên những chị nào mà comment 38k là em sẽ hủy kết quả đúng không ạ? Sẽ hủy kết quả nha. Khi là mốc 500 người xem tiếp theo em sẽ chốt tiếp với giá bán bên em là 38k một chiếc váy đúng không ạ? Còn bây giờ thì chưa đủ mốc 500 người xem sẽ chưa thể chốt tiếp đúng không ạ? Em xin nhắc lại này, váy bên em có mã là V28 và với giá bán của bên em là 270.000 một chiếc váy này đúng không ạ? Em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này là 270.000 nhá. 270.000 một váy đúng không ạ? Chị Thúy Ngân và chị Loan Hoàng ơi, chị không thích chịu đi ra ngoài đúng không ạ? V28 bên em có mã là V28 với giá bán bên em là 270.000 các chị nhá, rất là rẻ luôn và rất là đẹp. Và hiện tại thì trên cửa hàng của bên em đang bán váy này là 350. Em giảm từ 350 xuống còn 270.000 một áo, rất là đẹp và rất là rẻ luôn đúng không ạ? Chị Lê thì Thanh Thủy, em thấy comment của mình rồi nhá. Em thấy comment của mình rồi đấy ạ. Chị nào mà yêu thích chiếc váy này của bên em với giá 270.000 thì để lại cho em comment V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình. Em quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này, khi nào lên mốc 500 người xem em sẽ chốt tiếp đơn hàng bên em với giá bán 38k đúng không ạ? Còn hiện tại là chưa đủ mốc 38k, em sẽ quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này là 270.000 chị nhá. 270.000. Chị Hiền 270, chị Thu Nguyên 270, rồi rất nhiều chị đang để V28 rồi đúng không ạ? Rồi em không kịp đọc comment các chị cứ để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. V28 bên em có giá bán là 270.000 một váy, rất là xinh luôn. Và chất liệu của chiếc váy này bên em là chất liệu van này. Bên trong của nó thì là lớp mà là một lớp như này, rất là sang luôn. Còn ở đằng sau áo bên váy bên em thì có một cái chiếc khóa rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi chị Người Lạ ơi, 270.000 nhá. 270, ok chị ạ. Chị Ái Vân Nguyễn, 56kg thì chị mặc size L cho em thì nhá. Chị Tâm Kiều thấy comment của chị rồi. Ok chị Nguyễn Trang ơi, 270 đúng không ạ? 270 nhá. Chị Thúy Ngân ơi, giờ mình thấy comment của mình nhá.
Chị Nị Ti ơi, 55kg mặc size L cho em nhé, mặc size L cho em. Rồi để lại cho em này, V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại của mình nhá. Em đã nói rồi nhá, lên bốc 500 người xem chốt tiếp theo với giá bán 38k một chiếc đúng không ạ? Ok chị Lê Ngọc Trân, các chị cứ để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Thanh Xuân ơi, váy bên em có giá bán 270 chị nhá. Chị Vị Tươi cũng thấy là 270. Chị Hoàng Loan ơi, 45kg mặc size S cho em đi chị nhá. Chị Đặng Diễm chốt đơn này rồi, ok tiếp theo. Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Ok chị Hà Khánh này, 60kg mặc size XL cho em nhá. Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại với giá bán bên em là 270 một váy, rất là sang luôn nhá. Em thấy comment của chị Huyền chẹt rồi đấy ạ. À. Ok. Chị Lưu Ly ơi, chị không thích chị đi ra ngoài đúng không chị? Chị Lê Ngọc chốt đơn tiếp theo này rồi ạ. À. Chị ok chị Ngọc Hạnh, ok xin chào chị Thúy Trần đây có size M nhá. Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Sunny Kiều chốt đơn tiếp theo, chị Hồng Loan Bin chốt đơn tiếp theo rồi. Chị Cẩm Hường chốt đơn V28. Em xin nhắc lại là mã V28 bên em có đủ màu và đủ size này. Với giá bán bên em là 270.000 đúng không ạ? Chị Nguyễn Ngân chốt đơn nhá, chị Cẩm Hồng chốt đơn V28. Chị Xuân Phượng ơi, 60kg mặc size XL cho em, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. À, chị Bé Ngọc ơi, bao nhiêu một váy 270.000 mã V28 chị nhá. Chị Hồng Quách ơi, 60kg mặc size XL cho em. Chị Hà Khánh chốt đơn V28. Chị Nguyệt Yến Trần, 62kg mặc size XL cho em, để lại cho em V28. Em xin nhắc lại các chị ơi, rất nhiều chị em để V28 rồi ạ, thì em chưa kịp đọc chốt đúng không ạ? Khi các chị mua hàng của bên em này, chỉ việc để lại cho em mã V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em thôi ạ. Thì bên em sẽ có một bộ phận telesale gọi điện chốt đơn hàng với các chị. Còn các chị là đừng nói là cho chị một cái để số điện thoại và không có mã thì em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Hiền Hiền, 53kg mặc size M cho em nhá. Hơi tham gì đấy. Ok chị An Nguyễn cảm ơn chị. Chị Thiên Hoàng ơi, V28 có size XL, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Hường Lê chốt đơn, chị Xếp Trần chốt đơn, chị Phạm Phương chốt đơn nhá, chị Linh Si chốt đơn này, chị Hằng Móm chốt đơn, chị Châu Minh ơi, 63kg mặc size XL cho em nhá. Chị Nguyễn Ngân chốt đơn, chị Xuân Thủy chốt đơn V28. Em xin nhắc lại là V28 em có hai màu luôn này, và giá bán bên em từ 350 giảm xuống còn 270.000 một váy, rất là đẹp và rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Mai Phương ơi, hôm nay mình mỉm cười may mắn không mỉm cười mình, chị đợi những livestream sau bên em nhé chị nhá. Chị Xuân Thủy chốt đơn V28, Xuân Phượng chốt đơn V28, Thúy Trần chốt đơn V28, chị Hoa Hồng Xanh bổ sung số điện thoại cho em nhá. 54kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Chị Minh Gomi chốt đơn V28 này. Rồi ok, chị Phương Linh chốt đơn V28 nhá. Chị Hoàng Quỳnh Anh ơi, váy 270 đúng không ạ? 270, chị Thúy Trần chốt V28. Chị Hoa Hồng Xanh V28 màu vàng size M, để lại cho em số điện thoại nhá. Chị Bé Heo ơi, 270.000 để lại cho em V28 kèm số điện thoại. V28 kèm số điện thoại, V28 kèm số điện thoại. Từ 40 cân tới 75kg em có đủ size nhá. Chị Hoa Hình ơi, 42kg mặc size S cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Phạm Ngọc, 45kg mặc size S cho em đúng không ạ? Để lại cho em V28. Chị Ánh Ngọc ơi, ok, V28 kèm số điện thoại nhá. Rồi chị My Hằng chốt đơn nhá. Chị Hồng Xanh chốt đơn, chị Tiên Trương cho em xin V28 kèm số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Nguyễn Thị Yến chốt đơn V28 rồi nhá. Rồi chị Thảo Nguyễn ơi, hết 38k rồi, vui lòng đừng comment 38k nữa cho em đúng không ạ? Các chị ơi phải có mã V38 và có số điện thoại bên mới chốt được hàng nhá. V38 kèm màu kèm số điện thoại nhá. V28 kèm màu kèm số điện thoại. Đúng rồi, V28. Chị Tung Mục Mai Sơn chốt đơn này, chị Thủy Đoàn chốt đơn V28, chị Ánh Ngọc cho em xin V28 kèm số điện thoại nhá. Chị comment mỗi V28 không thì không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Hương Nguyễn, 58kg mặc size L cho em nhá. Các chị ơi để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại, em không thể trả lời kịp đúng không ạ? Không thể trả lời kịp đúng không ạ? Chị An Nguyên chốt đơn V28 này, chị Ngọc Huyền hết 38k rồi chị nhá. Chị Bé Heo chốt đơn V28, chị Nguyễn Xuyên chốt đơn V28. Em xin nhắc lại là V28 bên em có hai màu này, màu hồng nút, màu vàng, rất là sang luôn. Bên em đang bán trên cửa hàng Giáng Mi, bên em là 350. Em giảm từ 350 xuống còn 270.000 một áo thôi nhá. Chị Tilly Trường chốt đơn V38 này, V28 rồi. Chị Hoàng Anh chốt đơn V28 tiếp theo. Chị Tâm Phạm chốt đơn V28, Diệu Linh chốt đơn V28, Hiền Phan chốt đơn V28 này, Linh Mi chốt đơn V28 nhá. Chị Lê Vi, 56kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Nga Túy chốt V28, chị Lê Thủy Thủy chốt V28 này, V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em, 270.000 một váy thôi. Chị Tuyết Hoa Lê chốt đơn V28, chị Đặng Diệu ơi, 270.000 mã V28 nhá. Chị Vũ Nhiệm chốt đơn V28 rồi, còn chị làm muốn chốt không ạ? V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Như Ngô chốt đơn V28 nhá. Chị Nguyễn Hương V28 bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Hương Nguyễn V28 đang mặc rồi, cho em xin V28 kèm số điện thoại đúng không ạ? Các chị ơi hiện tại là em đang quay rất là nhiều máy thì em không thể trả lời kịp được nhá. Các chị để lại cho em nhá. V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ?
Chị Nga Tuy chốt VA8, Quân Thành chốt đơn VA8 nhá. Hoa Hậu Diệu chốt VA8, Thảo Phạm chốt đơn VA8. Em xin nhắc lại, VA28 bên có đủ màu đủ size, từ 40 tới 75 kg bên có đủ size nhá. Để lại cho em VA28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đúng không ạ? Đúng rồi, VA28 chính xác luôn, 270.000 một váy thôi. Để lại cho em mã V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Chị nào không có mã, không có số điện thoại sẽ không được chốt đơn đúng không ạ? Chị Mai Oanh chốt V28, Liên Lê chốt V28. Em xin nhắc lại, V28 em có giá bán 270.000 một váy nhé, 270.000 một váy. Chị Mét 55, chị Lặng 50kg mặc size M cho em nhé. Chị Hậu Đậu Nguyên chốt V28, Nguyễn Thị Yến chốt đơn V28, Thu Đoàn V28, chị Mai Oanh chốt đơn V28 nhé, Liên Lê chốt V28, Như Phùng chốt đơn V28, 50kg mặc size M cho em nhé. Chị Nguyễn Ngân nhé, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Tuyết Hoa Lê chốt đơn V28 nhé. Rồi 270 một váy thôi, 270, 270.000 một váy trên shop dáng mi của hàng của em. Đang bán váy này bên em với giá bán 350, giảm 350 số còn 270.000. Giá bán 270.000 là giá chia sẻ các chị nhé. Chị Lê Phương V28 màu hồng cho em xin số điện thoại luôn nhá. Các chị ơi, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Phải có mã, có số điện thoại bên mới chốt được hàng được. Chị nào mà sai cú pháp em sẽ không chốt được hàng đúng không ạ? Chị Tuyết Hoa Lê chốt V28, Dương Thái chốt V28, chị Vũ Huyền chốt V28, V28 màu vàng rồi. Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại chị Quỳnh Trang nhá. V28 kèm số điện thoại luôn, chị Loan Nguyễn chốt V28. Chị ơi, 38k hết rồi. Em đang bán chạy quay trở về cái giá gốc của chiếc váy này là 270.000 đúng không ạ? 270 nhá. Chị Loan Nguyễn chốt đơn V28 rồi ạ. Chị Nguyễn Ngân 55kg mặc size L cho em. Để lại cho em theo cú pháp V28 nhá, chị Nguyễn Ngân nhá. Chị Hoài Thương chốt V28 rồi, váy đang mặc 270 hai màu luôn. Chị Vũ Huyền chốt V28, chị Minh Gò Vấp chốt V28. Em xin nhắc lại, V28 em có hai màu, màu vàng và màu hồng nút. Vàng và hồng nút rất là xinh luôn các chị nhá. Để được chốt hàng nhanh chóng thì các chị chỉ việc để lại cho em này. V28 kèm số điện thoại 270.000. V28 kèm số điện thoại 270. Chị Candy Nguyễn chốt V28, Nguyễn Xuyên chốt V28, Vân Nguyễn chốt V28, Châu Minh chốt V28, Hoài Thương chốt V28, Liên Nguyễn chốt V28 nhá. Phạm Gấm chốt đơn V28 này, V28 này. Em xin nhắc lại, V28 em có giá bán 270.000. Nhanh chóng chốt hàng V28 cho em để em qua mẫu khác đúng không ạ? V28 có giá bán là 270.000 một váy và em có hai màu luôn. Và bên có hai màu, màu hồng và màu vàng rất là sang luôn. Đằng sau chiếc váy bên em sẽ là một cái, đằng sau váy này bên em thì có một cái khóa nhá. Và lớp bên trong của chiếc váy này nó sẽ là như thế này đúng không ạ? Nó sẽ là như thế này và giá bán bên em từ 350 giảm xuống còn 270.000 một váy đúng không ạ? Rồi chị Châu Minh chốt V28 này, chị Nguyễn Kim chốt V28 này. Giá là 270.000 nhá, giá bán 270 thôi, rất là rẻ, rất là đẹp. Và hiện tại trên cửa hàng em đang bán là 350 giảm xuống còn 270.000. Thực sự là giảm 30% kịch sàn rồi các chị nhá. 40 tới 80kg nhá chị Vy Tâm nhá, 40 tới 80kg nhá chị Vy Trương đúng không ạ? Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Em xin nhắc lại là váy bên chất liệu von rất là mát luôn đúng không ạ? Em sẽ chốt cái mã V28 trong khoảng 3 phút nữa thì em sẽ kết thúc cái livestream này. Nên còn chị nào muốn chốt V28 của em thì chốt luôn cho em V28 nhá. Ok chị Ngọc Hiệp ơi, em sẽ gửi được sau đúng không ạ? Em sẽ gọi điện và chốt hàng 38 được. Hôm nay mình may mắn đúng không chị? Rồi, em xin nhắc lại là V28 em có hai màu. Giá bán của V28 là 270. Thực sự các chị đi tìm tất cả Facebook luôn, không có nhà nào bán 270 nhà em. Tại vì thiết kế của nó các chị này, thiết kế của nó quá đẹp luôn. Tay áo của nó đính ngọc trai hết đúng không ạ? Tay áo ngọc trai. Sườn eo của chiếc váy này cũng là ngọc trai luôn nhá. Cũng là ngọc trai luôn đúng không ạ? Rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi, chị Kim Ni Nguyên chốt V28, Hà Đô Phan chốt 28 này, chị Huyền Ngọc chốt đơn V28 nhá. Rồi. Chị ơi, váy này bên em có giá 270 chị ạ, 270. 270 khi chia sẻ nhá, 350. Khi các chị chia sẻ chỉ còn 270 đúng không ạ? Chị Cẩm Nhung V28 rồi chốt đơn tiếp theo. 60kg chị Nhàn Huỳnh mặc cho em size XL cho em, để lại cho em V28 kèm theo màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình. Các chị ơi, mùa hè tới rồi, các chị lên sóng cho mình một chiếc váy như em đang mặc trên người đi ạ. Em thấy thực sự nó rất cần thiết trong cái mùa hè này các chị ạ, trong cái mùa hè rất cần thiết luôn. Rất cần thiết luôn. Và thiết kế của chiếc váy của em thì là thiết kế của nó là một cái khóa đây này, bên trong là một lớp lụa rất là mát luôn. Còn tay áo của nó thì tay áo đính ngọc trai luôn. Toàn bộ dây quay áo của bên em sẽ là toàn bộ là đính ngọc trai luôn đúng không ạ? Chị Nhàn Huỳnh 56kg mặc size L cho em, để cho em V28 đúng không ạ? Chị Hoàn Nguyễn chốt V28 nhá, V28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Trần Thị Mỹ Hà 60kg mặc size XL cho em, để lại V28 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Màu đen xem nhân trang chủ nha em nhá. Chị Huyền Ngọc ơi, màu vàng sẽ như này đúng không ạ? Chị Mai Anh V28 màu hồng bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Bổ sung số điện thoại cho em nhé.
48kg mặc size M cho em đẹp nhá, mặc size M cho đẹp đúng không ạ? Váy này bên em 270.000 nhá, chị Trang Thủy nhá, 270 rất là sang luôn. Đằng sau của chiếc váy này sẽ là một cái khóa nhá, đúng không ạ? Một cái khóa đây ạ. Đây là khóa của chiếc váy này được, đây là khóa nhá, đây là khóa đây ạ. Chị Mai Anh rồi, cho đơn V28 tiếp theo 270 chị Hằng Bùi nhá. 270 chị Quỳnh Thái nhá, 270. Rồi 270, 270. Ok rồi, chị Đào Trần 270 nhá. Rồi chị Nguyễn Ngân để lại cho em số điện thoại nhá. V28 270 cao 1m58 mặc 55kg mặc size L cho em cho xinh. Chị Nguyễn Xuyên 60kg mặc size XL cho em chốt đơn tiếp theo. Chị Vi Trương 65kg mặc size XL cho em để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. V28 em có hai màu này, màu hồng nút, màu vàng rất là sang luôn. Và hiện tại là em cao 1m6 và em nặng 47kg. Và em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S nhá. Còn chiếc size M, L, XL, XL sẽ to hơn và to hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nên khi các chị mua em bên em để lại cho em mã V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Giá 270 Trần Thanh nhá, 270. Chị Hải Yến 270. Chị Thu Hành hơi co giãn, chất liệu von rất đẹp luôn đúng không ạ? Ok, chị Tiết Hoa Lê cảm ơn chị. Chị Nguyễn Hà Xuyên ơi 270, chị Trần Thạnh 270, mã V28 đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt mã V28 thì chốt luôn cho em mã V28 nên kết thúc của livestream đúng không ạ? Tại vì thời gian nay chị em của em cũng live khá lâu rồi đúng không ạ? Chị 1m55, chị nặng 53kg mặc size M cho em cho xinh nhá. 53kg size M. Ok, chị Nguyệt Nguyệt 45kg mặc size S cho em cho xinh nhá, để lại cho em V28 270 và kèm theo số điện thoại của mình. Và các chị ơi, mùa hè tới rồi thì các chị lên sóng cho mình một cái chiếc váy như mặc trên người, em thấy thực sự rất cần thiết trong cái mùa hè này đúng không ạ? Rồi chị Nguyễn Ngân chốt đơn, chị Nguyệt Nguyệt để bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Trần Thanh ơi, rồi ok rồi. Chị Tuấn Nguyên đây bao nhiêu? Chị 270 đúng không ạ? 270 một váy rất là sang, rất là đẹp luôn. Và váy các chị ơi, váy bên em thì trên cửa hàng của em thì đang bán với giá 350 nhá. Em giảm từ 350 xuống còn 270.000, rất là rẻ luôn đúng không ạ? Rồi ok, chị Thảo Vi ơi 270 này, chị Hương Đinh chốt V28 nhá. Chị Mỹ Hà chốt đơn V28 đúng không ạ? Váy 270 chị ạ, váy 270 rất là rẻ, rất là đẹp. Ok, chị Phan Tuyết chốt V28 tiếp theo. Chị Tuấn Nguyễn có lấy thì comment cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Vô cùng đẹp, vô cùng sang luôn. Bán gì đấy? Em bán váy anh nhá, bán váy. Rồi ok, Tuấn Nguyễn cho em xin số điện thoại V28 kèm màu kèm số điện thoại. Rồi ok, chị Vi Trương chốt V28, Nguyễn Kim chốt V28. Chị Anh Huỳnh 70kg mặc size 2XL cho em cho xinh nhá, 2XL. Rồi các chị ơi, phải có mã V28 và có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng các chị nhá. Có mã V28, có số điện thoại mới chốt đơn hàng được. Chị Vi Trương chốt V28, chị Liên Nguyên chốt V28, Tuấn Nguyên chốt V28. Chị Hương ơi, váy bên em có giá bán là 270.000 chị nhá. Chị Hồng Thanh ơi, váy 270 bán V28, comment cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Ngô Hậu ơi, 68kg mặc size 2XL cho em cho xinh nhá, mặc size 2XL cho em. Chị Thoa Phan chốt V28, Tuấn Nguyên chốt V28, chị Trần Sang Sang chốt V28 tiếp theo nhá. Chị Bùi Chi ơi, có hai màu hồng nút và màu vàng rất là sang luôn đúng không ạ? Rồi còn chị nào muốn chốt mã V28 nữa không thì chốt luôn cho em mã V28 để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Tuấn Nguyễn 51kg mặc size M cho em cho xinh nhé, mặc size M cho em đúng không ạ? Rồi chị Hương Đinh chốt V28, Hiền Hiền chốt chị chốt V28. Chị Mai Ngọc Lan 64kg mặc size XL cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại bên em nhá. Chị Trương, chị Thương Huyền chốt V28 đúng không ạ? Chị Lan Nguyễn, Lan Trần ơi 45kg thì chị mặc size S cho em nhá. Hiện tại thì em đang 47kg bằng cân chị mặc size S cho em cho xinh. Chị Linh Bùi đây một tí, chị Khánh Vi rồi xin chào rồi chị Vi mới bảo đúng không ạ? Rồi chị Hiền Hiền chốt đơn rồi nhá. Chị Trợ Đời ơi, váy bên em mã V28 và 270.000 một váy đúng không ạ? 270.000 một váy chị Phương Lê nhá. Để lại cho em mã V28 và kèm theo số điện thoại của mình. Hiện tại đang bán trên cửa hàng của em là 350, giảm từ 350 xuống khi các chị chia sẻ là chỉ còn 270.000 một váy, rất là đẹp luôn đúng không ạ? Chị Nguyễn Nga rồi, chị Hương Trương Thị ơi, váy mã V28 và 270 nhá. Mã V28 kèm số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng được. Còn các chị mà hỏi em thì em sẽ không thể trả lời kịp được đúng không ạ? Chị Khánh Vi ơi, dòm thấy comment của chị thì Khánh Vi nhá. Đây chị ơi, chị Mai Mít đây. Chị Hằng Thanh chốt V28. Chị Lan Nguyên 47kg mặc size cho em nhá. Chị Nguyễn Hoàng bao nhiêu vậy? 270 chị ạ.
Khánh Vy, hôm nay mình không may mắn mua được váy bên em 38k thì chị đợi những cái livestream sau đúng không ạ? Đấy, biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn mua được váy bên em với giá bán 38k chị nhá. Còn bây giờ là em đã hết 38k và quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này rồi chị nhá. Rồi chị Nàng Thanh chốt V28, chị nào đã từng mua hàng của bên shop Giáng My bên rồi các chị đã, thì các chị hiểu và các chị biết đúng không ạ? Chị nào đã từng mua hàng bên em các chị sẽ hiểu đúng không ạ? Chị Nguyễn Lị ơi, bên em có hai màu, màu vàng và màu hồng nhé chị nhá. Chị Nguyễn Vui 50kg mặc size M cho em, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị ơi 270 chị Trịnh Bông nhá. 270 một váy, chị Hương Farm 270 đúng không ạ? 270. Chị Khánh Vy, mong chị thông cảm cho em tại vì cái lượng comment rất là nhiều, em không thể trả lời kịp cái comment của chị đúng không ạ? Thì chị thông cảm cho em nhá. Rất xin lỗi chị. Chị Thông Điệp gửi bạn ơi, em xem váy trắng thắt nơ, váy trắng thắt nơ là váy nào chị nhỉ? Rồi ok chị Lan Anh Nguyễn, chị Huyền Phạm ơi 270. Em xin nhắc lại là váy bên em có mã là V28 và với giá bán của bên em là 270.000 một váy. Đằng sau đây nó sẽ có một chiếc khóa đúng không ạ? Sẽ có một chiếc khóa đằng sau của nó đấy ạ. Và đằng dây quay áo của nó thì là đính ngọc trai rất là sang luôn đúng không ạ? Chị Mai Ngọc Lan ơi, ship 30.000 nhá chị Mai Ngọc Lan nhá. Chị Huyền Phạm ơi, váy V28 mà 270 đúng không ạ? Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em nhá. Em sẽ chốt cái mã V28 này trong khoảng 3 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này. Nên còn chị nào muốn đặt hàng cái mã V28 của bên em thì các chị có thể comment cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Ok chị Diệu Linh nhá. Chị Phim Nguyễn ơi, váy này bên em 270.000 mã V28 nhá chị nhá. Chị Thúy An ơi, hết 38k rồi, hôm nay mình vào hơi muộn đúng không ạ? Ok chị Nguyễn Hiền, ok được nhá, được chị ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V28 này không thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Đây là V28 nên đây là em được sang ngang chạy xe đẹp không ạ? Chất liệu van thì vô cùng mát luôn và cái thiết kế của nó thì là vô cùng đẹp các chị ạ. Thiết kế của chiếc váy này sẽ là cái những cái hạn ngọc trai ấy, đính ở sườn váy này, eo váy này, ngọc trai này. Đây cũng ngọc trai luôn nhá, rất là sang luôn. Và mùa hè tới rồi thì các không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Rồi chị Quý Trình chốt V28, chị Út Ly chốt đơn V28 tiếp theo nhá. Chị Phạm Lệ Mỹ chốt đơn V28 rồi ạ. Rồi còn chị làm muốn chốt được không thì để lại cho em comment V28 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Hồng Vân ơi, V28 rồi, bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị Lê Cường ơi, V28 màu đang mặc nha, hồng nút rồi, để lại cho em nào. V28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em. Bên em có hai màu luôn, có hai màu, màu hồng nút và màu vàng rất là sang luôn ạ. Rồi chị Hồng Vân nhá, bổ sung số điện thoại cho em đúng không ạ? Mẫu này là 270.000 nhá chị Giọt Lệ Trinh nhá. Chị Giọt Lệ Tình ơi, 270. Chị Nguyễn Vui chốt đơn có size từ 40cân tới 80kg thì em có đủ size của chiếc váy này các chị nhá. Chị Hiền Hóa Mình ơi, có size nhá, có size chị ạ, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em nhá. Đầm sự tiệc thì chị xem trên trang chủ của shop em đúng không ạ? Chị Trinh Tú Phạm chốt V28, chị Nguyễn Vui chốt đơn V28 có size S nhá, chị Nguyễn Lựu nhá, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình. Các chị ơi, váy này các chị có thể mặc đi đám cưới, đi ăn tiệc cũng đều ok hết, kết hợp với một đôi dép cao gót thì càng ok luôn các chị nhá. Rồi chị Trâm Nguyễn chốt V28 tiếp theo. Chị Vân Phạm ơi, chị để lại cho em số điện thoại nhá, phải có mã V28 và số điện thoại thì bên em mới chốt được hàng đúng không ạ? Rồi ok chị Nguyễn Vui lấy size M màu hồng nhé, để lại cho em V28 đi ạ. V28 kèm số điện thoại, phải có mã, có số điện thoại bên mới chốt được hàng đúng không ạ? Đây, đằng sau của váy sẽ như thế này đấy ạ. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Chị Nâng Thanh em chốt hàng chị phía trên rồi chị nhá. Chị Thanh Tâm Nguyễn ơi, 270 mã V28, để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Trần Võ ơi, 270 mã V28 nhá. Chị Cao Phạm ơi, V28 màu vàng rồi, cho em xin số điện thoại chị Cao Phạm nhá. Rồi chị Phương Lê chốt V28, Trần Mỹ Hà chốt V28, chị Trình Quy chốt V28, Nguyễn Trang chốt V28 tiếp theo. Chị ơi hết 0.38k chị Nguyễn Trang nhá, 0.38k đâu chị Nguyễn Trang ạ. Giá bán bên em đã quay trở về cái giá gốc của nó là 270.000 rồi chị Nguyễn Trang ạ. 270 chị nhá, 270. Chị Thương Nguyễn chốt V28 rồi ạ. Em xin nhắc lại cho ông chị vào sau đúng không ạ? V28 em đang giảm từ 350 xuống còn 270.000 một váy thôi đúng không ạ? 270 thôi các chị ạ, 270 một váy nhá. Em đã ghim rất rõ rồi ạ. Chị Thương Nguyễn rồi chốt đơn, chị Heo Hóa Mình 47kg mặc size S cho em nhé, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Rồi, chị Cao Thắm chốt đơn rồi, chị nào chốt đơn phía trên này đấy ạ. Chị Nguyễn Liệu chốt đơn V28 nhá, chị Cao Thắm chốt đơn V28 nhá. Rồi, chị Cô Út Bé Ngọc ơi, tiếc không cháu nha là cái gì ạ? Váy 270 nhá chị Thúy Phương Suka nhá. Em ở ngoài Hà Nội và giao hàng trên toàn quốc chị Đức Long nhá. Giờ còn chị nào muốn chốt mã V28 thì chốt luôn cho em nay V28 để em kết thúc cái livestream đúng không ạ? Vì cái thời gian em livestream cũng khá lâu rồi, V28 270.000 nhá. Ok chị Phương Lê 65kg mặc size XL cho em, nó XL cho em cho xinh nhá. Rồi em xin nhắc lại là
váy bên em được thiết kế ở sườn váy, eo váy bên em sẽ làm những cái chiếc, những cái hạt ngọc trai rất là sang luôn, những cái hạt ngọc trai rất là sang luôn, và quai áo của nó cũng là hạt ngọc trai luôn các chị nhá, không phải là dây bình thường đâu mà là nó đính những cái hạt ngọc trai rất là sang luôn. Còn cái lớp bên trong của chiếc váy này nó sẽ là như thế này đúng không ạ? Rồi, còn đằng sau váy bên em sẽ là khóa nhá, sẽ bao gồm một cái chiếc khóa áo luôn. Chị Hồng Lê ơi, váy 270 mã V28 chị nhá. Chị Hoàng Phương Linh lấy A1160, comment A1 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Rồi chị Thương Nguyễn V28 tiếp theo nhá, rồi chốt đơn. Chị Hồng nhé, 60 cân rồi, chị Minh Thành Kim cho em xin số điện thoại nhá. Các chị ơi, mùa hè tới rồi thì cái giá 270.000 là giá bên em đã rất là rẻ rồi các chị ạ. Và hiện tại đang bán trên cửa hàng Giáng My lên là 350. Đây chị ơi, chị muốn xem đúng không ạ? Đây chị ơi, như này đây ạ. Em để gần cho chị xem được, đấy rất là sang, rất là đẹp luôn. Đằng trước của váy sẽ như thế này đấy ạ. Và chất liệu của nó thì mặc là vô cùng mát luôn các chị ạ, vô cùng mát luôn. Chị Nguyễn Trang ơi, vui lòng đừng comment 38k nữa không ạ, đúng không ạ? Tại vì hôm nay mình vào hơi muộn đúng không ạ? Hôm nay may mắn không mỉm cười với chị thì chị đợi những cái live stream sau của cho em nhá. Biết đâu chị cũng sẽ là người may mắn mua hàng bên em 38k đúng không ạ? Còn bây giờ là em đã quay trở về với cái giá gốc của chiếc váy này là 270.000 một váy đấy chị nhá. Chị Cao Thắm 48kg mặc size M cho em cho xinh nhá. Chị Thương Trần ơi 270.000, 270 mã V28 chị Phương Trần nhá. 270. Rồi ok, chị Hồng Lê cho em xin V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Đầm này bên em là đầm chất liệu van. Lớp bên trong của chiếc váy này nó sẽ là như thế này đấy ạ. Lớp bên trong của chiếc váy này nó sẽ là một cái lớp này rất là sang luôn các chị nhìn đây ạ, nhìn đẹp không ạ? 270.000 một váy, thực sự là quá sang luôn. Đây, và hiện tại thì em đang cầm trên tay là một chiếc size M đây. Váy nhà em có size nhá, chứ không phải kho hàng phi size các chị lưu ý cho em này. Váy nhà em là váy hàng có size đây này, size M các chị nhìn size M chưa? Đấy, size M này. Đấy size M nhá. Còn size to hơn nó sẽ to hơn rất nhiều và nhỏ hơn sẽ nhỏ hơn một chút đúng không ạ? Rồi ok, chị Thảo Phạm chốt đơn V28 nhá. Chị Phương Hồng Võ ơi, 50kg mặc size M cho em, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Hồng Lê ơi, cho em xin số điện thoại nhá. Chị Phương Trần cũng thế luôn này. Rồi chị Cao Thắm đổi lại size M rồi ok. Chị Nguyễn Nhung ơi, chị 62kg mặc size XL cho em nhá. XL cho em, chị Cao Thắm chốt đơn V28 tiếp theo. Chị Nguyễn Nhung ơi, để lại cho em V28 kèm màu và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Các chị phải comment V28 và kèm theo số điện thoại của mình thì bên em mới chốt được đơn hàng cho chị nhá. Chị Thanh Dương ơi, chị 65kg mặc size XL cho em nhá. 65kg mặc size XL cho em đúng không ạ? Chị ơi, chị Oanh Bùi 270 nhá, 270. V28 270. Bên em đang sale từ 350 giảm xuống còn 270.000 nhá. Còn giá niêm yết trên cửa hàng của em là 350 đúng không ạ? Chị 50kg chị Hồng Lê mặc size M cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại của mình nhá chị Hồng Lê nhá. Chị Dâu Tây xin chào. Chị Phương Hồng Võ ơi, giá là 270.000 nhá chị nhá. Chị Kim Vi 270, mã V28 270, V28 270, V28 và kèm theo số điện thoại cho em đúng không ạ? Để được chốt hàng nhanh chóng. Chị Trúc Thanh 45kg mặc size S cho em nhá. Chị Mùi Thình 42kg mặc size S cho em đúng không ạ? Chị Hạnh Đỗ Thị để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment cho em nhá. Chị Tiên Nguyễn ơi, 270 mã V28 đúng không ạ? Chị Vi An 54kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại. Kết thúc nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V28 nữa không thì chốt luôn cho em 28 V28 để em kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Chị Dâu Tây V28 cho đơn tiếp theo rồi ạ. Chị Hoài Phương ơi, váy bên em là 270.000 chị nhá. Chị Nguyễn Nhung chốt V28 tiếp theo ạ. Rồi chị Mai Lan Phương ơi, váy bên em là 270.000 chị nhá, 270. Giá bán sale từ 350 xuống còn 270. Chị Tú Kiều chốt đơn V28 tiếp theo rồi ạ. Rồi chị Dũng Mùi chốt đơn V28 tiếp theo. Em xin nhắc lại là V28 bên em giá bán 270.000 một váy được không ạ? 270 một váy rất là xinh luôn. Còn chị làm một chốt mã V28 nó không thì chốt luôn cho em để em kết thúc cái live stream này đúng không ạ? Vì thời gian em live stream cũng khá lâu rồi các chị nhá. Rồi chị Hương Trường chốt V28 tiếp theo. Chị Hương Đỗ Thị chốt V28 tiếp theo ạ. Rồi còn chị làm muốn chốt thì chốt luôn cho em V28 nhá. Đằng sau váy bên em sẽ như thế này đấy ạ. Đằng sau váy đấy ạ. Chị Hồng Lê bổ sung số điện thoại cho em chị Hồng Lê nhá. Có mã là V28 và với giá bán của bên em khi các chị chia sẻ là còn 270.000 một váy. Và hiện tại là trên cửa hàng Phúc Giáng My bên em đang bán váy này của bên em, giá niêm yết của bên em trên cửa hàng của bên em là 350. Hôm nay trong livestream này
em giảm từ 350 xuống còn 270.000 một váy thôi. Rất đẹp và rất là sang luôn các chị ơi. Mùa hè tới rồi thì mình không thể thiếu những cái chiếc váy này khi mặc ra ngoài đường đúng không ạ? Chị Lê Thị Thảo 35kg mặc size S cho em, chị Lê Thị Thảo nhá. Chị Bảo Quỳnh ơi, váy bên em là 270.000 nhá. Mã V28 270.000. Có mã V28 có số điện thoại thì bên em mới chốt đơn hàng được. Còn không có mã, không có số điện thoại, bên em sẽ không thể chốt và không thể lên đơn được cho các chị đúng không ạ? Và giá và cũng như là chiều cầm, giá và size em đang ghi ở trên rất rõ ràng trên màn hình, ghi trên màn hình rồi ạ. Giá và size, giá và size. Chị Dũng Mùi ơi, có luôn, chốt ngay trong chiều nay và gửi hàng ngay. À không chị ơi, em sẽ chốt trong hôm nay và ngày mai, tại đơn hàng rất là nhiều đơn hàng một ngày. Em sẽ chốt trong 2 ngày và gửi hàng trong khoảng 3 tới 4 ngày các chị nhá. Chị Nguyễn Hải ơi, 2XL từ 70 cân cho tới 76kg 2XL nhá. Nếu mà chị làm trong khoảng đấy thì chị comment cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Quý Nguyễn Thụy 50kg mặc size M cho em, 50kg mặc size M. Và hiện tại đang mặc trên người em là một chiếc váy size S nhá. Một chiếc váy size S. Ôi em nói nhiều quá, mệt quá rồi. Các chị comment cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại đúng không ạ? Em đã ghi rất rõ ràng là giá cũng như là size bên em trên màn hình chính của bên em, ghi rất rõ ràng rồi đúng không ạ? Chị Hương Lê ơi, bên không ship sang Đài Loan chị nhá. Chị Việt Nhật 270 mã V28 này chị ạ. Nhím Sushi ơi, chị Bích Ngọc ơi, váy bên em mã V28 với giá bán bên em là 270.000 đúng không ạ? Và thiết kế của bên em rất là sang luôn. Đằng sau của chiếc váy này nó sẽ là như thế này đấy ạ. Còn bên trong của chiếc váy sẽ như thế này nhá. Còn còn đằng sau của chiếc váy thì nó sẽ bao gồm một cái chiếc khóa áo rất là sang luôn. Rồi chị Lan Anh Nguyễn chốt V28 này. Chị Phượng Hồng có thể bổ sung cho em V28 kèm số điện thoại của mình được không chị Phượng Hồng? Chị comment có mỗi là cho chị bộ băng bán đi, đang mặc đi thì em sẽ không thể lên hàng chị được đúng không ạ? Tại vì bên khi bên có lọc đơn thì bên sẽ lọc cái mã V28, V28 nó sẽ ra một loạt V28 từ đầu đến cuối được không ạ? Nên các chị phải có mã và có số điện thoại thì bên chốt được hàng nhá. Chị Hương Trương Thị chốt V28, chị Lê Linh chốt đơn V28 nhá. Chị Phượng Hồng ơi, bổ sung cho em nào. V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Có mã có số điện thoại bên chốt được hàng nhá chị nhá. Không có mã và không có số điện thoại thì bên sẽ không thể chốt được hàng được không ạ? Rồi chị gì ấy, chị Quý Nguyễn Thị chốt V28, chị Thúy Ngân chốt V28 nhá. Chị Kiều Linh ơi, bao nhiêu một váy 270 chị Kiều Linh nhá, mã bên em là V28 với giá bán 270 đúng không ạ? Chị Thùy An ơi, váy 270 chị nhá. Chị Quỳnh Trương chốt V28 tiếp theo. Rồi để lại cho em chị quà tặng của tôi, à cuộc sống quà tặng chốt đơn V28 này. Chị Thúy Kiều ơi, váy bên em là 270.000 một váy chị nhá. Bao nhiêu kg mặc vừa, từ 40 tới 80kg em có đủ size nhá. Nên khi các chị mua hàng của bên em, chỉ việc để lại cho em mã V28 kèm màu các chị thích và kèm theo số điện thoại của mình cho em đúng không ạ? Chị Huệ Trần ơi, váy bên em V28 và giá bán bên em 270.000 đúng không ạ? Chị Phượng Hồng ơi, bổ sung cho em số điện thoại V28 nhá chị nhá. Rồi em sắp chuẩn bị kết thúc cái livestream này rồi, nên còn chị nào muốn mua chiếc váy này của bên em mã V28 thì nhanh chóng để lại cho em theo đúng cú pháp V28 270.000 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Việt Nhật chốt V28, chị Thúy Kiều 270 mã V28 nhá. Chị Huệ Trần bao nhiêu đúng không ạ? 270 chị Huệ Trần nhá. Chị Lê Thanh Thúy ơi, V28 bên em có giá bán là 1.270.000 chị nhá. Chị Quỳnh Trương 45kg mặc size S cho em, để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình đúng không ạ? Chị Lê Thanh Thủy ơi, V28 270.000, chị Phương Hồng chốt đơn. Ok chị Trang Thị ơi, chị Trang Ngô Thị 270 vậy mã V28 đúng không ạ? Ui nói nhiều mệt quá. Chị Phạm Hồng Sương 270 nhá, mã V28 đúng không ạ? Nửa thôi, chị muốn xem nữa trên vai xem. Đây chị ơi, đây. Đằng sau đây chị, đằng sau đây chị nhá. Rồi, cho đơn V28 cho chị Phượng Hồng rồi ạ. Chị Hồng Sương 270, chị Uyên Phương chốt V28. Chị Angela Phạm 55kg mặc size L cho em nhá. Và chị Trương Nghiến cũng 55kg mặc size L cho em, chị Trương Nghiến nhá. Để lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình đi ạ. Chị Diệp Bình chốt V28, chị Huyền Lâm chốt V28. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V28 nữa không thì chốt luôn cho em mã V28 để em kết thúc cái livestream này các chị nhá. Tại vì thời gian em livestream cũng khá lâu rồi đấy ạ. Chị bé 2 đúng không ạ? À, không có múc ngực chị em, múc cũng rất là nóng luôn. Không
Đây không phải là dăm, đây là váy chị ạ, đây là váy chị ạ. Chị Huyền Nhung ơi, váy V28 em có giá bán là 270.000 nhá chị Huyền Nhung nhá. Chị Phạm Huyền ơi, 270 chị ạ. Rồi cho em xin số điện thoại nhá chị Minh Huyền nhá. Chị Nguyễn Nhung này, rồi. Chị Nguyễn Hồng Sương ơi, V28 bên em đây. Đằng sau của nó thì có một chiếc khóa chị nhá. Chị Hồng Sương chốt V28, chị Uyên Phương chốt V28. Chị Nguyễn Ly ơi, V28 bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Bình Diệp chốt V28. Áo này rồi ok, chị em sẽ Phạm chốt V28 màu vàng 55kg mặc size L cho em. Em xin nhắc lại là V28 em có 2 màu và giá bán bên là mã V28 bên là 270.000 một váy đúng không ạ? 270.000 một váy. Từ 350 giảm xuống còn 270.000 một váy thôi ạ. Rồi chị Nguyễn Ly bổ sung số điện thoại cho em, V28 kèm số điện thoại cho em nhé. Chị Trang Ngô Thị rồi ok, cho em xin số điện thoại chị Trang Ngô Thị này, V28 kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Ly comment cho em V28 kèm số điện thoại nhé. Chị Uyên Phương chốt đơn rồi đấy ạ. Cho em xem cái áo màu trắng cột nơ. Đấy là mã A1 nhá chị Bích Ngọc nhá, để lại cho em A1 kèm số điện thoại cho em 160. Không thể nói nữa rồi. Mệt quá. Chị Bích Thùy ơi, 270 Bích Thùy nhá. Chị Nguyễn Ly rồi ạ. Rồi để lại cho em V28 kèm số điện thoại. 58kg chị Trà My Nguyễn Thị mặc size L cho em nhé chị nhé. Chị Trương Ngô Thị Nguyễn rồi bổ sung cho em V28 trên cùng một dòng comment cho em nhé. Phải V28 và kèm số điện thoại trên cùng một dòng comment cho em thì bên em mới chốt đơn hàng được các chị nhé. Bên em sẽ không thể lên đơn được khi các chị chỉ comment mỗi số điện thoại không. Chị Nguyễn Ly bổ sung cho em số điện thoại nhé. Chị Trương Ngô Thị Nguyễn comment lại cho em số điện thoại cho em được không chị Ngô Thị Nguyễn nhé. Rồi chị Trinh Trần ơi, váy bên em là 270 mã V28 chị Trinh Trần nhá. Chị Nguyễn Ly bổ sung số điện thoại cho em. Chị Trần Thắm ơi, váy này bên em 270.000 để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi chị Uyên Phương chốt đơn V28, chị Phượng Hồng ơi, váy bên em 1m65 chị nặng 50kg mặc size M cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em. Chị Lily chốt V28 tiếp theo. Chị Hoa Hồng ơi, váy bên em 270 nhá đúng không ạ? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Các chị ơi, mùa hè tới rồi nhá. Thì các chị lên sắm cho mình một chiếc váy đang mặc trên người cho em đi ạ. Em thấy thực sự rất cần thiết luôn nhá. Rồi chị Phượng Nguyễn rồi, 42kg mặc size S cho em cho xinh. Để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em đúng không ạ? Chị bé Thiện Phan chốt V28. Rồi còn chị nào muốn chốt cái mã V28 nữa không thì chốt luôn cho em đúng không ạ? Chị Hoa Ly Ly có thể inbox cho em kiểm tra hàng của mình đúng không ạ? Chị Thanh Thảo Nguyễn ơi, bao nhiêu? Bây giờ chị ấy vào đúng không ạ? Váy này bên em có giá bán là 270.000 chị nhá, 270. Chị Nguyễn Ly ơi, bổ sung số điện thoại cho em đúng không chị? Chứa comment là V28 hồng vàng size thì em sang chốt đơn chị được chị. Bên phải có mã V28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment thì bên em mới chốt đơn hàng và lên đơn cho chị được. Các chị chỉ comment có mỗi số điện thoại không thì bên em sẽ không thể lên đơn và sẽ không thể chốt đơn hàng được không ạ? Chị Trương Vũ Thị Trang ơi, 38k bên em hết, nó hết 38k đúng trình rồi, hôm nay chị vào hơi muộn đúng không ạ? Chị đợi những livestream sau bên em nhé. Chị Thanh Thảo Nguyễn ơi, 270 mã V28 nhé, 270.000. Ok, chị Định Phan chốt V28, chị Uyên Phương nào đang mặc màu hồng nút rồi, bổ sung số điện thoại cho em nhé. Chị Lệ Hằng chốt đơn V28 nhá, chị cô nương họ Phạm chốt đơn V28. Em xin nhắc lại là váy V28 bên em có giá bán là 270.000 một váy được không ạ? Rồi ok, anh Vân Thanh cảm ơn anh đã khai em xinh nhá. V28 bên em có giá bán là 270.000. Chị Nguyễn My rồi, chị Nguyễn Ly chốt V28 hồng vàng 2 chiếc. Giá bán bên em là 270.000 một chiếc. Hiện tại thì các chị ra cửa hàng của em mua là 350 chiếc váy này ở trên cửa hàng của em. Giá bán niêm yết chiếc váy này sẽ là 350. Còn khi các chị mua trong livestream và chia sẻ cho bên em chỉ còn giá 270 thôi đúng không ạ? Chị Vân Thanh cảm ơn chị. Chị Tâm Thanh ơi, váy 270 nhá. Chị Ngọc Ánh Lê Thị, váy 270 này. Chị Ngọc Lộ Lộ ơi, váy em cao 1m6 và em nặng 47kg và hiện tại là em đang mặc trên người em là một chiếc váy size S đúng không chị? V28 270, V28 270 cho em nhá, để em kết thúc cái livestream đúng không ạ? Vì cái thời gian em livestream cũng khá lâu rồi, cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. Nên chị làm muốn chốt thì chốt nhanh cho em cái mã V28 này cho em để em kết thúc cái livestream này nhá. Đây, thiết kế tay áo rất là sang luôn đấy ạ. Thiết kế của nó thì vô cùng sang, các chị nhìn này. Thiết kế của cái chiếc váy bên em thì nó vô cùng sang luôn nhá. Đây, đằng sau của cái váy này bên em thì nó sẽ là một cái chiếc khóa nhá, một cái chiếc khóa này, và bên trong của lớp váy này sẽ là một cái chất liệu như này.
nó rất là sang luôn. Và váy bên em là váy 3 tầng. Hai dây quay áo của bên em sẽ đính ngọc trai. Rất là sang luôn, hai dây quay áo đính ngọc trai này. Đấy, được không ạ? Rồi chị Nguyễn đi chốt đơn rồi đấy ạ. Rồi còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã V28 để em kết thúc cái livestream nhá. Chị Anh Lê ơi, bao nhiêu kg mặc vừa? Váy này bên em thì váy này bên em có đủ size từ 40 cân cho tới 80 kg. Đây em cho chị xem size của bên em nhá. Chị Thảo Dung chốt V28 nhá. À, chị rồi. Chị Thanh Xuân váy đang mặc 270 này. Chị Ngọc Ánh Lê Thị 270 này. Chị My Nguyễn 49 kg mặc size M cho em nhá. Ok chị Cô Lâm ạ. Các chị ơi, hiện tại thì cái váy này của em đang cầm trên tay em là một chiếc size M nhá. Size M đây ạ. Còn những cái chiếc size L, XL đến 5XL nó sẽ to rất là nhiều đúng không ạ? Và nó sẽ nhỏ hơn, size S thì sẽ nhỏ hơn cái váy này. Rồi ok chị Cô Nương Họ Phạm. Em xin nhắc lại là váy này bên em có váy có mã là V28 nhá. V28 và giá bán bên em là 270.000. Sale từ 350 xuống còn 270.000 đúng không chị? Chị Mai Julie rồi 270 ạ. Chị Sô Lily 270 nhá. Em sẽ kết thúc cái livestream ngay bây giờ đấy ạ. Nên còn chị nào muốn chốt cái mã V28 thì chốt luôn cho em. Vì cái thời gian em livestream cũng khoảng là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cũng khá lâu rồi. Và hiện tại hôm nay trả lời rất là chị nhiều chị đúng không ạ? Cũng rất là mệt rồi. Nên còn chị nào mà muốn chốt cái mã V28 thì chốt luôn cho em V28. Để lại cho em V28 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhá. Rồi chị Vi Nguyên chốt V28 này. Chị Vi Nguyên ơi, để không bị chơi đơn hàng của mình ấy thì chị có thể comment lại cho em V28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em được không ạ? Chị Nguyễn Ly ơi, chị 40 kg thì chị mặc size S cho em cho xinh nhất chị nhá. Chị Tú Kiều 50 kg mặc size M cho em đúng không ạ? 50 kg mặc size M cho em nhé chị nhá. Rồi chốt đơn chị phía trên rồi đấy ạ. Chị My Nguyễn có thể bổ sung lại cho em mã V28 và kèm theo số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment luôn cho em đúng không ạ? Chị Như Quỳnh Mai ơi, váy bên em mã V28 và với giá bán 270 chị Như Quỳnh Mai nhá. Chị Diễm Kiều Lê V28 thì cho em xin V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Bé Thiên Thiên ơi, váy bên em có hai màu này, màu hồng nút màu vàng rất là sang luôn đúng không ạ? Hồng nút vàng rất là sang luôn. Chị Ngọc Trinh ơi, váy bên em 270. Em đã ghim rất rõ ràng ở trên màn hình rồi đấy ạ. Ghim rất rõ ràng trên màn hình rồi là váy bên em có mã rồi, V28 rồi, có giá rồi, có mã rồi, có size rồi, từ 40 tới 80 kg có size rồi. Nên các chị mua hàng bên em chỉ việc để lại cho em V28 và đừng hỏi em nhiều đúng không ạ? Em sẽ có một bộ phận gọi điện cho chị tư vấn size, tư vấn màu cho chị đầy đủ nhá. Có V28, có mã rồi, có giá rồi đúng không ạ? Có giá, có mã, có size rồi. Các chị chỉ việc để lại cho em V28 kèm màu, kèm số điện thoại cho em thôi ạ. Rồi ok, chị My Nguyễn chốt đơn tiếp theo. Chị Ly Nguyễn chốt đơn V28 rồi ạ. Chị Soli Kim rồi, là chị Sai Kim Huỳnh đúng không ạ? Để lại cho em V28 nhá. Màu vàng nhé rồi ạ. Rồi V28 màu vàng để lại cho em số điện thoại nhé chị V Kim, chị Hai Kim Huỳnh này. Rồi ok, chị Như Quỳnh Mai đấy. Các chị cứ comment như thế có phải đúng hợp lệ và cú pháp bên em không ạ? Chị Như Quỳnh Mai V28 55 khí cao 1m60 số điện thoại. Đấy, rất là đầy đủ, rất là ngắn gọn luôn. Bên em sẽ có một bộ phận chốt tele sale với các chị ấy. Bộ phận tele sale bên em sẽ gọi điện cho chị để chốt đơn hàng với các chị với giá bán cái mã V28 này trong hôm nay và ngày mai hết nhá. Nên còn chị nào muốn mua thì chốt luôn cho em để kết thúc cái livestream này. Em thời gian live cũng hơn 1 tiếng đồng hồ khá lâu rồi ạ. Ok chị Ngọc Như ơi, giá bán bên em 270 nhá. Có mã V28, có giá và có size trên đấy rồi. Nên các chị mua hàng của bên em chỉ việc để lại cho em mã thôi ạ. Mã kèm số điện thoại cho em thôi nhanh nhá. Ok, 270 chị Thiên Quỳnh ơi, 270. Màu đang mặc là màu hồng nu nhá chị Thanh Huệ nhá. Đang mặc trên người em là màu hồng nu nhá. Chị Sa Kim Hình chốt V28. Chị Lan Ma chốt V28. Chị Tô Huyền, chị Mỹ chốt V28. Chị Nguyệt Nguyễn 48 kg mặc size M cho em nhá. Để lại cho em V28 nhá. V28 kèm màu kèm số điện thoại. Chị Oanh Nguyễn ơi, váy vàng bao nhiêu? 270 chị nhá, 270. 270. Đằng sau sẽ là dây áo đấy ạ, các chị nhìn đằng sau ạ, đây này. Rất là đẹp và rất là sang luôn. Sẽ là một cái chiếc khóa rất là sang luôn. Đây chất liệu váy đây, các chị xem chất liệu váy đây. Vàng rất là mát luôn đúng không ạ? Được chưa ạ? Váy này của bên em trên cửa hàng bên em này bán là 350 nhá. Trong cái livestream này giảm từ 350 xuống còn 270 thôi ạ. Diễm Kiều Lê 58 kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhé. V28 kèm số điện thoại cho em đi ạ. 270 nhá chị Nguyễn Thí Vi nhá. 270 V28 270. Còn chị nào muốn chốt cái mã V28 được không thì chốt luôn cho em mã V28 nhá. Vừa đã 12 giờ 46 phút rồi cơ, nhanh thế nhỉ.
Cái trời hiện tại bây giờ là đang là 12:46 ấy. Thì em sẽ chốt trong khoảng 4 phút thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Trong khoảng 4 phút, tức là từ 12:46 đến 12:50 là em sẽ kết thúc cái livestream này. Nên còn chị nào muốn chốt cái mã V28 này của em thì chốt luôn cho em V28 để em kết thúc cái livestream này nhá. Tại vì là cái thời gian em livestream cũng khá lâu rồi, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đúng không ạ? Hơn 1 tiếng đồng hồ. Chị Tố Uyên 56kg mặc tay L cho em. Để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Răm em có răm thì em sẽ livestream sau đúng không chị Hoài Tâm nhá. Rồi, còn chị nào mà muốn chốt thì chốt luôn cho em sẽ chốt cái mã V28 trong khoảng thời gian từ 12:50 em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Ok, chị Tố Nguyên Hoàng cho đơn. Chị Thanh Huệ cho đơn V28. Chị Nguyệt Nguyễn cho đơn V28. Sa Kim Huỳnh cho V28. Chị Trâm Huỳnh bao nhiêu tiền đây chị? 270 nhá. 270. Chị Thu Huỳnh V28 54kg mặc size M cho xinh nhá. Chị Hải Yến ơi 270 chị ạ. 270. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã V28 đến cái giờ 12:50 là em sẽ kết thúc cái mã này và em sẽ kết thúc hẳn cái livestream này luôn nhá. Nên còn chị nào đặt đặt luôn cho em trong livestream này đúng không ạ? Để em kết thúc cái livestream này. Tại vì cái thời gian em livestream cũng khá lâu rồi đấy ạ. Ok, chị Tô Huyền Hoàng không sao, ok, free ship luôn. Chị Thu Quỳnh cho đơn V28 tiếp theo nhá. Rồi còn chị nào muốn chốt cho luôn cho em nào. Ok, chị Hải Yến chốt V28 cho em xin số điện thoại luôn nhá chị Hải Yến nhá. Rồi chị Thảo Con chốt V28 tiếp theo. Chị Tạ Thùy Linh 65kg mặc size 2XL cho em cho xinh nhá chị nhá, để lại cho em V28 kèm số điện thoại. Chị Nga Thăng 270 màu hồng nu rồi, để lại cho em số điện thoại nhá chị Nga Thăng nhá. Chị Nga Thăng hay Nga Thăng? À Nga Thăng. Em sẽ chốt cái mã V28 đến 12:50 thôi là em sẽ kết thúc đúng không ạ? Chị Thu Quỳnh rồi. Chị Nguyễn Mai vô coi chị quá không phải được mẫu trước mà. Rồi. Chị Theo Hà V28 bổ sung số điện thoại cho em nhé. Chị Hải Yến cũng thế luôn. Chị Vũ Tâm Tuấn Anh lấy váy ngủ đúng không ạ? Váy ngủ thì chị inbox cho em nhé. Để em chốt đơn hàng chị trên inbox nhé. Váy ngủ. Chị Nguyễn Kim ơi váy 270 nhé. Mã V28 đúng không ạ? Rồi ok, chị Tố Quyên Hoàng. Em sẽ chốt đến 12:50 là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn chốt thì chốt luôn cho em mã V28 nhá. Để em kết thúc cái livestream nhá, tại vì cái thời gian em livestream cũng khá lâu ấy. Cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi ạ. Rồi, các chị ơi, em sẽ chốt cái mã V28 này trong khoảng 1 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái livestream này nhá. Nên còn chị nào muốn chốt cái mã này thì chốt luôn cho em mã V28 cho em để em kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị Nguyễn Kim 270 mã V28, chị Thanh Thanh mã 270.000 mã V28 nhá. Chị Nga Thăng này, chị Tố Kim Hoàng ok. Chị Thảo Nguyễn rồi, 56kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại của mình nhá. V28 kèm số điện thoại. Chị Tuấn Anh rồi ok, để bổ sung số điện thoại cho em nhá. Chị Thanh Thanh ơi V28 270 chị nhá. Chị Chi Nguyễn bổ sung số điện thoại cho em này, V28 kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em. Chị Tô Quyên Hoàng, chị Tô Quyên Hoàng comment lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em để kết thúc livestream này nhá. Chị Ngô Thăng cũng comment lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em. Các chị mua hàng bên em mà các chị không comment theo cú pháp thì bên em sẽ không lên đơn được các chị nhá. Chị Hương Ruby 270 mã V28, chị Chi Nguyễn nhá. Rồi, đã 12:50 rồi, chị làm mà chưa kịp comment thì inbox cho bên em nhá. Còn bây giờ thì em sẽ xin kết thúc cái livestream này đúng không ạ? Chị làm mà chưa kịp comment nhá, chưa kịp comment thì ấy chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của show em đúng không ạ? Rồi ok, chị Thảo Nguyễn chất V28 tiếp theo, chị Thanh Thúy 55kg mặc size L cho em, để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Vũ Tâm Tuấn Anh đúng không ạ? Rồi V28. Chị Vũ Tâm Tuấn Anh để lại sơn thoáng xong ghi ạ, đó là không hiểu là gì. Ok, chị Tố Quyên Hoàng chất V28, chị Nhung Ruby ơi 270 V28 cho em luôn nhá. V28 270 cho em nhá. Chị Thiệt Đỗ Tiên ơi váy bên em V28 270.000 đúng không ạ? Để lại cho em V28 kèm số điện thoại cho em nhá. Chị Phạm Hồng V28 270 chị ạ, 2 V28 270 chị nhá. Chị Bảo Hân Nguyễn ơi V28 bên 270, hai màu hồng nút và màu vàng rất là sang luôn. Rồi, các chị ơi, đã đến 12:50 rồi, còn chị nào mà chưa kịp comment thì các chị có thể chụp lại màn hình và gửi qua inbox Messenger của shop em đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này nhá. Chị Bảo Hân Nguyễn 270 V28 là chị Võ Huyền này 270 V28 nhá. Rồi,
Ok, chị Kali V28 rồi, chị Nga Thăng rồi, chốt đơn rồi. Chị Trang Anh V28 270 rồi ạ. Nhanh chóng kết thúc livestream cũng khá muộn rồi. Chị Hương Kubi ơi 270 nhá, 270.000 mã V28 cho em nhá. Các chị ơi, còn chị nào mà chưa kịp comment cho em thì có thể gửi qua inbox Messenger của xoay em đúng không ạ? Vì thời gian em like cũng khá lâu rồi, đã là hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ em sẽ xin phép kết thúc cái livestream này nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các chị trong những cái livestream tiếp theo của shop em. Và các chị lưu ý cho em là các chị hãy nhớ bật chế độ theo dõi và chế độ xem trước của shop dáng mi bên em nhá. Vì khi bên em có livestream thì nó sẽ hiển thị thông báo lên đầu trang và các chị được cập nhật những cái mẫu mới thường xuyên nhất của bên em đúng không ạ? Rồi ok, chị Chi Nguyễn lấy chị đang mặc đúng không ạ? Chưa kịp comment thì inbox cho em chị Chi Nguyễn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ.